Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Phan Thị Bình Minh. Rất vui được gặp các bạn để trao đổi với các bạn về một vấn đề rất là thường gặp trong cuộc sống, đó là bệnh trứng cá. Như các bạn đã biết thì bệnh trứng cá là một bệnh của viêm năng lông tuyến bã. Cái này gặp rất nhiều trong đời sống và ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ. Về nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân và yếu tố gây bệnh, trong đấy có ví dụ như là sự bít tắc, là sự tăng tiết bã nhờn, sự sừng hóa cổ năng lông, vi khuẩn dị acne và giải phóng các chất trung gian viêm. Bệnh trứng cá nếu mà không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng, sẽ gây nên những cái biến chứng ví dụ như là sẹo lồi, sẹo lõm và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Tại khoa laser và chăm sóc da chúng tôi có một quy trình chăm sóc da chuyên sâu dành cho trứng cá. Khi các bạn đến với khoa sẽ được các bác sĩ khám, kiểm tra tình trạng da và được chụp phân tích da để đánh giá mức độ tình trạng và được đưa ra những cái phương pháp điều trị thích hợp. Tại khoa laser và chăm sóc da bệnh viện Dã Liễu chúng tôi có một quy trình chăm sóc da chuyên sâu cho trứng cá, bao gồm bước 1 là làm sạch da, tẩy trang và rửa mặt. Bước thứ 2 là xông hơi nóng thì sẽ hỗ trợ làm sạch lỗ chân lông, làm mềm da và nhân trứng cá sẽ dễ được lấy ra hơn. Thời gian xông hơi nóng sẽ thực hiện từ 5 đến 10 phút. Bước thứ 3 là chích mụn. Chích mụn thì sẽ sử dụng cái dụng cụ chích mụn chuyên dụng tiệt trùng và tuyệt đối không thực hiện chích mụn bằng tay vì có thể làm tổn thương bề mặt da và đối với mụn viêm có thể làm lây lan ổ nhiễm khuẩn. Thứ tư là đắp mặt nạ giúp làm dịu da, giảm viêm và kháng khuẩn cho vùng da mụn vừa được chích. Thời gian đắp mặt nạ từ 10 đến 20 phút. Bước thứ tư là chiếu đèn led giúp làm diệt khuẩn, giảm viêm, giảm kích thước và hoạt động của tuyến bã. Thời gian chiếu đèn led là 20 phút. Sau khi chiếu đèn led, bước cuối cùng là bôi thuốc trị mụn và bôi kem chống nắng. IPL là máy sử dụng ánh sáng xung cường độ mạnh, có phổ rộng bước sóng từ 400 đến 1200 nanomet, có tác dụng trên porphyrin của vi khuẩn trứng cá và hemoglobin, các mạch nuôi dưỡng tuyến bã, giúp làm diệt khuẩn và giảm tiết bã nhờn. Laser diode là laser sử dụng bước sóng 1450 nanomet, sử dụng cái tác dụng nhiệt giúp làm giảm tiết bã nhờn trên da, giảm hoạt động của tuyến bã, có tác dụng rất là tốt với các trứng cá viêm. Ngoài ra để giảm cái nguy cơ xuất hiện mụn trứng cá và tái phát mụn thì các bạn cần lưu ý. Thứ nhất là giữ mặt luôn sạch sẽ, tuyệt đối là không nên tự cậy nặn mụn bằng tay vì như thế sẽ làm lây lan ổ nhiễm khuẩn nếu có mụn viêm. Thứ ba là nên hạn chế trang điểm và nên sử dụng các cái sản phẩm chăm sóc da dành cho da dầu. Thứ năm là chế độ ăn uống thì nên ăn uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây, và nếu khi bạn bị mụn thì và rất đau đầu tìm kiếm phương pháp để điều trị thì xin mời đến với khoa laser và chăm sóc da chúng tôi để được thăm khám, tư vấn và điều trị phù hợp.